Nam Thần Bảo Lục là câu nói rất đỗi quen thuộc của người dân Nam Bộ khi nói về một chuyện đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. Nhưng ít ai biết rằng đó là trận bão kinh hoàng mà người dân xứ Nam Kỳ phải hứng chịu hơn thế kỷ trước. Tròn 120 năm xảy ra thiên tai, năm nay với những dấu hiệu cho thấy rằng mùa bão 2024 với những điềm báo đen tối nhất có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Qua một số thơ ca dao thành ngữ trong dân gian, hình ảnh về sự kiện thiên tai này cũng có được đề cập nhưng không nhiều. Xứ Gò Công chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão. Nhiều vùng phụ cận như Định Tường, Cần Giờ và nhiều tỉnh Nam Kỳ đến tận Cà Mau cũng bị ảnh hưởng lớn. Trong cuốn sách Gò Công cảnh cũ người xưa của cụ Việt Cúc, xuất bản thập niên 1970, sau đó được nhà xuất bản Trẻ tái bản vào năm 1993, có thông tin về sự kiện này. Theo cụ Việt Cúc, đó là ngày rằm tháng 3 năm Giáp Thìn, đương mùa khô hạn, ruộng đồng nứt nẻ, bỗng trời nổ cuồng phong, mây đen bao phủ từ 10 giờ sáng đến chạng vạng. Đến hơn 5 giờ chiều, bỗng xoay chiều gió từ phương đông ào ào xô gãy cây và trốc ốc, vách nhà đổ xiêu, lá cây, lá lợp nhà tóc bay tứ tung, cây cối nằm la liệt. Cụ Việt Cúc cho rằng, không chỉ vậy, tàu thuyền ngoài biển trong sông bị nhấn chìm vô số, xác người, xác súc vật trôi lềnh bềnh trên sông, cảnh tượng tang thương, bình địa khởi phong ba. Cơn bão đi qua, niềm đau ở lại, tiếng khóc than vang vọng một vùng. Đàn ông tìm cây lá cất chòi ở tạm, đàn bà bòn móc lúa cho qua bữa. Sau đó, dân làng tổ chức việc đi tìm chôn xác, gặp đâu chôn đó, nhiều vô kể. Cho đến tháng 5 năm đó, phần do người và vật chết sình trương, phần cây cỏ ẩm mục, nhà cửa ngập lụt không vệ sinh, nên người dân Gò Công lại hứng họa dịch bệnh, khổ ải vô cùng. Theo thống kê của chính quyền tỉnh Định Tường và Gò Công thời đó, có tới hơn 5.000 người chết. Súc vật thì 10 phần chết 8, và hơn phân nửa nhà dân bị sập trong cơn bão Năm Thìn này. Từ đó, ca dao Gò Công có câu rằng: gặp đây mới biết em còn, hồi năm bão lụt anh khóc mòn con ngươi. Tác giả Quỳnh Minh trong cuốn Gò Công xưa và nay đã xúc cảm khi nhắc đến sự kiện này và mở đầu bằng câu hát đưa em quen thuộc. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào độc bằng gió Gò Công, một trận đông phong siêu vợ lạc chồng, đêm nằm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi. Theo cụ Quỳnh Minh, vào ngày 16 ấy, mưa dầm từ trưa đến 4 giờ chiều, gió rung cây lá đổ, lần lượt nhà lá sập rệu rã trong mưa dông. Thời điểm này chính là lúc các đình làng khai hội kỳ yên, trong làng làm lễ cúng thần, xây chầu đại bội, đào kép còn mang râu đội mão, bị nước dâng ngập lụt tới gốc đình, có người mắc kẹt trên cây, mặc nguyên phần trang điểm, kêu la cầu cứu. Chi tiết này cho thấy đây là cơn bão lụt bất thình lình, không ngờ nên người dân hoàn toàn thụ động trong việc ứng phó. Hơn thế kỷ trôi qua, đó vẫn là thiên tai kinh hoàng với người dân Nam Bộ. Bão lụt Năm Thìn là lời nói nhắc nhở người dân hôm nay cần có sự phòng bị tốt trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Thưa quý khán giả, dự báo mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, mùa bão năm 2024 sẽ là mùa bão khốc liệt kỷ lục, với 33 cơn bão được đặt tên gấp đôi mùa bão thông thường. Tin bão mới nhất của Washington Post cho biết, nhóm nghiên cứu do nhà khoa học khí hậu Michael Mann của Đại học Pennsylvania, Mỹ dẫn đầu đã dự đoán mùa bão Đại Tây Dương năm nay sẽ có số lượng cơn bão được đặt tên nhiều nhất trong lịch sử, do nước biển đặc biệt nóng và mô hình thời tiết dự kiến chuyển từ El Nino sang La Nina. Theo dự báo do Đại học Pennsylvania công bố tuần này, dự kiến có từ 27 đến 39 cơn bão được đặt tên, với con số khả thi nhất là 33. Trong lịch sử, số lượng cơn bão được đặt tên nhiều nhất được ghi nhận là 30 vào năm 2020. Nhiệt độ đại dương đã lên mức nóng kỷ lục hơn một năm trước, do sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và El Nino. Nhiệt độ đại dương vẫn duy trì ở mức cao kể từ đó, với mức cao kỷ lục được ghi nhận trong 417 ngày liên tiếp.
Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ dự kiến một đợt sóng nhiệt trên biển, tức nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn mức bình thường, sẽ tiếp tục ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương cho đến ít nhất tháng 9 năm nay. Điều đó khiến các nhà dự báo bão lo ngại cho mùa bão năm nay, vì nước biển nóng hơn thường làm tăng cường độ bão. Trong khi đó, La Nina dự kiến thay thế El Nino trong mùa hè này. Ngược lại với El Nino, La Nina tạo ra các kiểu gió thúc đẩy sự phát triển bão ở Đại Tây Dương, càng làm tăng thêm lo ngại về một mùa bão dữ dội. Một cơn bão nhiệt đới được đặt tên nếu sức gió đạt tối thiểu 62 cây số một giờ. Khi sức gió trong bão đạt tối thiểu 120 cây số một giờ, bão nhiệt đới trở thành bão cuồng phong. Một mùa bão trung bình có khoảng 14 cơn bão nhiệt đới được đặt tên, trong đó khoảng một nửa trở thành bão cuồng phong. Dự báo về 33 cơn bão được đặt tên trong một mùa bão là con số nhiều nhất mà nhóm nghiên cứu Đại học Pennsylvania từng dự đoán kể từ khi đưa ra dự báo bão theo mùa năm 2009. Mùa bão Đại Tây Dương sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. Tuy nhiên, bão có thể hình thành trước và sau những ngày đó. Biến đổi khí hậu đang dẫn đến những bước nhảy vọt về cường độ nhanh hơn và thường xuyên hơn của các cơn bão, cùng với tỷ lệ lớn hơn các cơn bão có cấp độ cao hơn. Ngoài ra, các cơn bão có xu hướng mang theo nhiều hơi nước hơn. Điều đó có nghĩa là mưa nhiều hơn vào đất liền, làm tăng nguy cơ lũ lụt. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo, người dân trên biển phải cảnh giác và chuẩn bị tốt để ứng phó mùa bão này. Những năm trở lại đây, khi nhắc đến thời tiết, có một từ khóa được nhắc đi nhắc lại, đó là bất thường. Càng ngày các hiện tượng thời tiết càng khó dự đoán. Bằng chứng là liên tiếp những năm gần đây, các thảm họa tự nhiên đều gây ra thương vong kỷ lục. Hiệu ứng cánh bướm được nhắc nhiều trong thời gian gần đây. Đó là khi một con bướm đập cánh ở tận vùng nhiệt đới Amazon của Brazil, có thể là khởi nguồn gây ra một trận cuồng phong ở Texas, Mỹ. Điều này cho thấy sự tương liên của vạn vật trong tự nhiên, dù chỉ một biến số nhỏ cũng có thể gây ra một hậu quả to lớn. Trong những năm qua, băng ở hai cực đang tan với tốc độ nhanh chưa từng có, nhiệt độ của các đại dương ấm lên. Tất cả những yếu tố này có thể khiến những hình thái thời tiết như El Nino hay La Nina trở thành một thứ gì đó khó lường hơn trước kia rất nhiều, và luôn luôn con người phải ở tâm thế phòng bị.